tìm hiểu các cổng kết nối trên tivi. 1. Cổng HDMI là một chuẩn kết nối có khả năng truyền tải video cũng như âm thanh chất lượng cao từ một thiết bị sang TV bằng một sợi cáp dẫn. 2. Cổng USB có thể chia sẻ dữ liệu từ USB, ổ cứng, thẻ nhớ lên màn hình TV một cách nhanh chóng qua dây cáp hoặc đầu chuyển đổi. 3. À, cổng MHL Mobile 2, Definition Link là một chuẩn kết nối thế hệ mới cũng có tác dụng truyền tải hình ảnh, âm thanh từ thiết bị di động ra một màn hình ngoài tương tự như HDMI. 4. Cổng kết nối anten trên TV có hình trụ tròn, cổng này có tác dụng kết nối TV với anten truyền hình để dò và xem được đa dạng các kênh. 5. Cổng mạng LAN dùng để kết nối thủ công giữa TV với mạng Internet. 6. Cổng component có 5 rắc cắm khác nhau, trong đó 3 rắc màu xanh lá cây, xanh dương và đỏ có tác dụng truyền hình ảnh, âm thanh và video. 7. Cổng âm thanh optical là chuẩn âm thanh chất lượng cao, còn được gọi là cáp quang siêu dẫn. Dây cáp optical có vỏ ngoài làm từ hợp chất Duraflex, bao phủ thêm một lớp sơn giúp tín hiệu truyền đi chuẩn xác và giảm thiểu tình trạng nhiễu tín hiệu tần số cao